Sự phát triển của nền kinh tế đang giúp nâng cao chất lượng sống và đồng thời tạo ra một cơ hội mới cho việc phát triển nhu cầu bảo hiểm tại Việt Nam, trong đó có bảo hiểm nhân thọ. Với phương châm vì tương lai của bạn, 12 năm qua, Manulife Việt Nam đã không ngừng nỗ lực và hoàn thiện để mang đến cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng dịch vụ. We believe it's good to confirm with ourselves and our customers and our partners that we have done an excellent job, and that's why we are so happy that we have recently been accredited by ISO 9001:2008 to be the first life insurance company in Vietnam to have this honor. So with this honor, we will continue to deliver our customer service according to our core values, that is, we are strong financially, we are trustworthy, we are reliable, and we are forward-thinking. Từ mong muốn đó, tháng 1 năm 2011, 13 phòng ban liên quan trong công ty đã nỗ lực hết mình để hoàn thành dự án hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Ngay sau khi được ban lãnh đạo công ty phê duyệt dự án ISO, ngày 14 tháng 1 năm 2011, hợp đồng đào tạo và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 giữa Manulife Việt Nam và Bureau Veritas Việt Nam đã được ký kết. Ngày 17 tháng 2, buổi đào tạo nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng được tổ chức. Dự án ISO chính thức được khởi động tại Manulife. Và sau đó, 13 phòng ban tiến hành biên soạn tài liệu cho việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng với chu trình khép kín, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, hành động. Ngày 28 tháng 6, các phòng ban tham gia buổi đào tạo hướng dẫn phương pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Trong các ngày 4, 5 và 20 tháng 7, buổi đào tạo hướng dẫn đánh giá nội bộ được tổ chức với sự tham gia đông đủ của các phòng ban tham gia dự án ISO. Ngày 4 tháng 8, hệ thống quản lý chất lượng bắt đầu có hiệu lực tại Manulife. Ngày 29 tháng 9, ban lãnh đạo công ty tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng nhằm bảo đảm hệ thống luôn thích hợp, thỏa đáng và có hiệu lực. Ngày 10 tháng 10, toàn bộ 13 phòng ban tham gia dự án ISO tiến hành diễn tập, chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận chính thức. Ngày 13 và 14 tháng 10 năm 2011, Bureau Veritas Certification Việt Nam chính thức đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của Manulife. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 được xây dựng trên 8 nguyên tắc hướng đến khách hàng, sự lãnh đạo, sự tham gia của đội ngũ nhân viên, phương pháp tiếp cận theo quá trình, phương pháp tiếp cận theo hệ thống, quyết định dựa trên dữ kiện thực tế, quan hệ lợi ích song phương với nhà cung cấp, cải tiến liên tục. Với quy trình quản lý chất lượng khép kín và đồng bộ như vậy, sẽ cho phép Manulife có khả năng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhằm làm thỏa mãn đòi hỏi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm chuyên nghiệp. Sau hơn 9 tháng nỗ lực không ngừng của các thành viên trong nhóm dự án ISO và toàn thể nhân viên, ngày hôm nay Manulife Việt Nam tự hào trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận ISO 9001:2008 về hệ thống quản lý chất lượng.